Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả. Chỉ cần đúng một thông tin này thôi là cô bí ẩn là không thể chối cãi được. Ngay bây giờ em sẽ cho mọi người nghe thông tin này. Thì còn nữa. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày một câu nè, mày nói chuyện với tao đàng hoàng nè. Dạ. Cái bộ hồ sơ bữa mày sắp về là mày có mang cái hợp đồng mày đem về cái bộ hồ sơ tao để cho cái hợp đồng tao để trong cái tổ trong cái bọc đó, bây giờ mày cầm về là không? Không. Đang quý vị biết cái gì đây là cái gì không? Là cô bí ẩn với cái ông chồng này đang định gài anh Vũ, là cái trong cái bộ hồ sơ đó đó là có hợp đồng luật sư. Nhưng phải nói với mọi người một lần nữa là gia đình anh Vũ có nói là chưa bao giờ gặp luật sư và chưa bao giờ được ký một cái hợp đồng nào với luật sư. Mà em hỏi với tất cả mọi người là gia đình mà thuê luật sư ấy thì cái luật sư đã phải đến trực tiếp làm việc với cái người mà đứng đơn và phải xem lại toàn bộ cái hồ sơ đó thì họ mới dám nhận. Em hỏi tất cả mọi người đi thuê luật sư mà bây giờ người ta không biết gì hết, người ta dám nhận mà lại lấy 200 triệu. Ủa sao luật sư ở đâu vậy? Cô bí ẩn. Chỉ cần đúng một cái này thôi là bà bí ẩn đã dính vào cái tội lừa đảo rồi. Nha, không cần gì khác. 200 triệu luật sư này thôi là bà đã dính vào tội lừa đảo. Đó mọi người nghe này. Ừ, không có cái hợp đồng, nhưng mà cái hợp đồng đó cũng bây giờ con giữ cũng có liên quan gì đâu, có được cái gì đâu mà không có. Con kêu hơn với mẹ con Lộc đó, banh giấy tờ ra Lộc hết đó. Nó nói không có nữa, con về con kiếm nữa cũng không có nữa. Mày, tao nói cho mày nghe này nè, bây giờ đó cái hợp đồng bữa tao điện về là tao kêu mày á, mày lục hợp đồng ra, vì luật sư người ta yêu cầu phải có cái hợp đồng năm 2023 thì người ta mới làm cái phụ lục hợp đồng năm 2024 được. Tao điện về tao kêu mày lên, thí dụ bây giờ không có người, không tìm được cái hợp đồng đó thì mày phải lên để mày ký thêm một cái tờ giấy, là một cái tờ giấy ủy quyền cho luật sư. Còn cái hợp đồng tao là người ký để thuê luật sư, nhưng mà cái người ủy quyền trong vụ án là phải có cái người trong vụ án đi. Hóa ra là người thuê luật sư là cô đó, còn luật sư này thì không cần gặp cái người đứng đơn. Cô cũng giỏi thật. Cô bí ẩn cô đi thuê luật sư mà luật sư chưa bao giờ gặp gia đình anh Vũ, cũng chả biết cái hồ sơ như thế nào. Luật sư nhận một cái bục 200 triệu 4 tháng hết hợp đồng. Bây giờ là phải có cái hợp đồng đó, mặc trong cái gia đình có biết hợp đồng là hợp đồng nào đâu. Cô bí ẩn cô gài hay thật mọi người. Hôm trước mày đã ký một cái tờ giấy tao giao cho luật sư rồi, bây giờ tờ giấy quyền đâu ra tao nộp cho người ta. Tao kêu 5 lần 10 lượt, tao kêu mày quên đâu, tao cái luật sư là bác hai làm, bác hai ấy không mà con có biết gì vị vụ luật sư đó đâu. Bác hai ký. Ủa, nhưng mà cái giấy ủy quyền, cái giấy ủy quyền mày ký rồi mày nói gì vậy mày? Cái giấy ủy quyền ký rồi hồi lúc trước rồi, bác hai nói bác hai quỷ rồi giờ không có tiền đưa cho người ta. Mày, bác hai nói bác hai quỷ đó. Tao nói tao chỉ quỷ duy nhất một người luật sư ở Cần Thơ thôi. Còn cái phần ở trên kia tao vẫn lo đàng hoàng cho gia đình mày nha. Mày đừng có nói. Lo cái gì cô bí ẩn? Cô lo luật sư cho gia đình mày là lo cái gì cô bí ẩn? Là cô lo tiền đó hả? Tiền thì cô lấy của gia đình mấy trăm triệu rồi, xong cô đòi ăn thêm một cái gia hạn luật sư nữa mà cô lại còn nói là tao lo. Em nói với mọi người là trắng trợn lừa một cách trắng trợn luôn đó, cô nói đó nghe. Những ai mà làm cái ngành luật sư ấy mà nghe được những câu nói này của cô bí ẩn ấy, người ta chắc người ta cười thầm trong bụng. Những người ta hiểu luật ấy, người ta nghe cô bí ẩn nói là người ta thấy chạnh lòng. Mày đừng có nói như vậy nha. Bản thân mày, chính mày là cái người vào trong phòng ngủ của tao, mày là cái người cầm cây bút mày ký được. Bây giờ mày nói với tao mày nói vậy đó hả? Thì gài cho anh Vũ là ký. Nhưng mà em hỏi tất cả mọi người là ký cái gì? Luật sư thuê, gia đình thuê mà lại chả biết mặt luật sư, chưa từng gặp luật sư, không biết tên luật sư. Cái gì cũng là do bịa bà bí ẩn làm. Luật sư là khi mà mình ủy quyền ấy thì có cái thông tin gì đó, cái người luật sư này phải thông báo với gia đình. Vậy thì từ lúc mà cô bí ẩn nói là đã ủy quyền cho luật sư ấy thì cái luật sư đã thông báo gì cho gia đình chưa? Thông báo gì chưa? Gia đình chả biết mặt luật sư. Vậy mà đã lấy 200 triệu của người ta rồi đó cô bí ẩn. Cô ác vừa thôi.
Cô tàn nhẫn vừa thôi cô biết ạ. Rồi cô sẽ gặp quả báo thôi cô ạ. Không xa đâu. Con cũng ấy bác hai nhắn tin đó, bác hai nói quỷ rồi con biết quỷ luật sư nào. Kể cả mày có gài tao, kể cả mày có như thế nào đi chăng nữa, kể cả 100 thằng Facebook đi chăng, 100 thằng YouTube đi chăng nữa, mày có gài tao ở tại chỗ địa điểm mày đang nói chuyện tao tới cỡ nào, nhưng bản thân tao tao khẳng định mày một câu, gia đình mày có hãm hại tao tới cỡ nào đi chăng nữa. Bây giờ lại chuyển sang là gia đình anh Vũ hãm hại bà Bí ạ. Mọi người thấy ghê chưa? Rõ ràng bà đi lừa người ta lấy 4 tỷ rưỡi, xong bây giờ bà lại quay lại là gia đình hãm hại bà. Ủa, thế gia đình anh Vũ hãm hại bà được cái gì hả cô biết hả? Mà cô la cái mỏ không được 4 tỷ rưỡi à, vợ chồng xong kiếm hợp bích kiếm 4 tỷ rưỡi, xong bây giờ cô lại bảo là gia đình hãm hại cô. Nhưng đối với tất cả các anh em cơ quan chức năng, người ta cũng đều biết rõ tất cả những quan điểm này. Cái tao là một cái người xã thân cực khổ như thế nào đối với gia đình nhà mày. Mọi người thấy chưa? Các anh em cơ quan chức năng là biết cô là xã thân cực khổ thế nào mới kiếm được 4 tỷ rưỡi. Người ta biết cô ạ. Nhưng mà cái lần mà người ta biết cô là ai á, ha, là không xa đâu. Em thông báo mọi người như vậy. Bây giờ cô hù được ai nữa hả cô? Sao bây giờ cô không lên kênh YouTube cô đính chính nữa cô biết ảnh? Sao cô không lên cô đính chính nữa đi? Sao bây giờ cô im rồi? À hôm bữa cô mạnh miệng lắm nha quý vị. À, tôi thì tôi muốn anh em gia đình ngồi lại với nhau. À xong bây giờ khui hết bung bét rồi thì không thấy cô gọi đâu nữa. Cô tắt máy, cô thuê bao rồi. Cô đi đâu được cô biết ảnh? Hai vợ chồng cô trốn đi đâu rồi? Buông ra bác hai nói con gài con giết bở vậy con ấy. Mày lên trên mạng mày ngồi ở tại chỗ trên cái clip YouTube nè, mày lên trên mạng mày ngồi cùng chung trong đó để mày nói chuyện đủ thứ luôn. Đã con nói con không có ngồi. Đã nó ghép vô nó làm sao con nói con đâu có ngồi đâu mà. Mày là người nói với cái thằng chích mày là cái người là mày liên lạc. Nếu mà con ngồi là con nói hết tất cả đó. Con nãy ổng mà liên quan tới mấy bác. Bà nói thì tao khổ rồi tao nói. Nhưng mà lại sao giờ mày lại đi mày tao những suốt trong quá trình thời gian tao đi đứng hồ sơ như thế nào? Mày là cái người hiểu rõ hơn ai hết. Mà tại sao bây giờ mày để gia đình mày lên trên mạng nói những câu đó như vậy? Dạ bà. Tao đi suốt trong quá trình vừa qua đi bây giờ không biết cái gì chân. À rồi bây giờ làm không được tới đâu chân không biết gì chân á. À giờ vụ việc này là chưa có tới đâu gì đâu chân. Ủa thế là có tới đâu cho cô biết ảnh? Em cũng nghe là em cũng biết là không có tới đâu hết ạ. Em cũng biết là không có tới đâu hết ạ. Bởi vì có kết quả gì đâu. Vợ chồng nhà bà là cứ đang điều tra, ngoại bộ đang làm, các bác cực khổ đang làm. À là các bác đang làm là nhận tiền của cô à? Hả cô biết ạ? Hóa ra là cô lấy 4 tỷ rưỡi gia đình đi lo cho các bác à? Bác nào? Bác nào nhận tiền hối lộ của cô? Cô phải nói rõ. Ủa ta hỏi mày, trong khi mày đi mày mới đi cái rạp ra đó, đi ra Hà Nội mới một cái rạp về, thứ trưởng tiếp mày vậy là bây giờ gia đình mày nói những câu nói gì? Thứ trưởng à, nghe cô biết ảnh nói là thứ trưởng à, cái ông thứ trưởng này là nhận tiền của cô biết ảnh. Mà em nghĩ là cái ông đấy là ông thứ trưởng giả, chứ không có cái ông thứ trưởng nào mà gặp cô hết á. À cô biết ảnh, em nói người là không có cái ông thứ trưởng nào gặp cô mà nhận 4 tỷ rưỡi của gia đình cô hết. Không có cái ông nào mà nhận tiền gia đình cô như vậy đâu, nghe chưa? Rồi cô đang đi vu khống cho cái ông thứ trưởng đó đó. Mày nghĩ như thế nào? Thì thôi đi, cái gì ấy thì nữa có chiều tối gì con đi làm về con ấy. Bây giờ cũng như đi làm cho người ta rồi để nói chuyện hoài đi, không ấy nữa. Có gì chiều con nháy con gọi lại. Để rồi bây giờ là... ta hỏi mày duy nhất một câu này thôi nè. Bây giờ cái bọc đồ đó, cái bọc giấy tờ mày có mang qua được cái là không? Tại sao bà bí ẩn này bà lại sợ anh Vũ cầm cái bọc giấy tờ đó như vậy? Mọi người, bởi vì trong cái bọc hồ sơ đó là không có một cái giấy tờ gì là đang điều tra hết, mà toàn bộ cái bọc hồ sơ đó nó là giấy tờ cũ đó. Nhưng mà bà bí ẩn này bà lại dựa vào đó để níu giữ anh Vũ, là đây là cái hồ sơ đang điều tra này, ngoại bộ nó mới gửi về này, cái tao đang soạn đơn này, rồi là bên chính phủ gửi này. Thực ra có cái gì đâu, anh Vũ cầm về có cái gì đâu. Đó, nhưng mà bà này bà muốn lấy cái bộ hồ sơ đó để làm gì? Để xóa hủy, để giữ lại cái chứng cứ quan trọng, có lợi cho bà. Còn cái gì mà có hại thì bà vứt, bà dục.
chứ thực ra có điều tra cái gì đâu. Em hỏi tất cả mọi người là không có điều tra cái gì hết. Từ đầu đến giờ là bà Bí Ẩn không có đi gặp ai, không có đưa tiền cho ai hết. Mà cái tiền đó là ông bà nhà bà đã ăn hết rồi. Nói cho mọi người như vậy. Còn nếu mà cô Bí Ẩn đã thừa nhận là nhận tiền của anh Vũ thì không có đường nào thoát được hết. Bởi vì sao? Có thừa nhận hay không á, không quan trọng. Bởi vì cái bằng chứng anh Vũ đã giữ rồi. Mấy tỷ chuyển vào một số tài khoản, làm sao có chuyện nhầm, đúng không? Bây giờ sao kê ra một phát là có hết. À, cô Bí Ẩn, cô là chuẩn bị đi xa đấy cô Bí Ẩn ạ. Bởi vì sao? Cô đã nhận mấy tỷ gia đình của anh Vũ để cô đi lo à? Cô lo gì? Đấy là tiền hối lộ chứ lo gì? Tiền chạy án chứ lo gì? À, cô Bí Ẩn. Còn nếu như không chạy án, không có hối lộ thì cô lại là cái người lừa đảo. Bởi vì cô nhận tiền của gia đình để giúp. Giúp cái gì mà hết 4 tỷ mấy hả cô Bí Ẩn? Em nói mới là cô không có đường nào mà thoát đâu. Bây giờ mang qua là làm gì nữa? Giờ có ai? Alo. Là sao? Ý mày nói gì vậy là sao? Anh xem nói chuyện là anh Đức. Cũng như bây giờ, cũng như... Ủa? Anh gì á quý vị? À, anh xem nó nói chuyện này. Ủa thì bây giờ gia đình người ta không có tiền nữa. Mà đi theo cô thì phải có tiền. Thì gia đình người ta không chịu nổi nữa. À, mà bà này thì bà cứ nói một hai là phải đem cái tập hồ sơ qua cho bà. Xong bà lại đi vu cho anh Vũ là làm mất cái hợp đồng luật sư. Mà em hỏi tất cả mọi người, luật sư nào mà luật sư mõm quý vị? Luật sư nào mà luật sư chưa gặp cái người đứng đơn mà dám nhận ký hợp đồng luật sư? À, em cũng thấy lạ cái vụ này. Em nghĩ về mọi người là cái vụ này là vụ có 102. Cô biết là người thuê luật sư. À, xong anh Vũ làm giấy ủy quyền cho luật sư mà chưa gặp luật sư. Luật sư đã ủy quyền cho luật sư thì luật sư phải có nghĩa vụ thông báo lại toàn bộ quá trình cho gia đình của chị Hà. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, nhận 200 triệu rồi thì từ lúc mà nhận hợp đồng luật sư đó thì cái ông đó tên gì? Hà cô Bí Ẩn ở đâu? Bây giờ cô Bí Ẩn cãi đúng không? Luật sư đó tên gì ở đâu? Cô cho cái địa chỉ anh Vũ tìm bên đó. À, rồi cô Bí Ẩn hãy cho gia đình của anh Vũ biết cái văn phòng luật sư mà cô thuê ký hợp đồng đó là đã nắm được cái thông tin gì của vụ việc này mà dám nhận. Hả quý vị? Em nói mọi người là lộ ra ngay, không có cái đường nào mà thoát được hết. Chỉ cần 200 triệu này thôi là cô đã đi xa rồi. Còn chưa kể là cô còn lôi bộ này bộ kia, thứ trưởng này thứ trưởng kia để làm cái mắc, để cho cô nói là cô đi gặp người này người kia. Thực ra là không có gặp ai hết. À, cô còn nói là vu không được bên Cần Thơ, bên Thốt Nốt. Đó, em nói mọi người là cô không có thoát được đâu. À, cô những cái lời nói của cô Bí Ẩn không có thoát được đâu. Nó vẫn còn lưu hết. À, đấy sẽ là những cái bằng chứng để xem cô lo cho ai, bộ nào nhận tiền của cô. À, ý cô nói là giờ cô cầm mấy tỷ để cô đi gặp thứ trưởng, là cô đi gặp thứ trưởng cái gì? Nhưng mà em hỏi tất cả mọi người, nếu có thứ trưởng ở đó gặp thì cũng chỉ đấy chỉ là thứ trưởng giả. À, thứ trưởng mà được cô gọi là tạo ra cái mác để nhận tiền của gia đình anh Vũ thôi. Đó, nên là quý vị khán giả hãy góp ý video nào bên dưới video để ủng hộ giúp em, để em sẽ tiếp tục có động lực để ra nhiều clip mới hơn. Em sẽ cập nhật đến khi nào mà sáng tỏ thôi. Nên là mọi người cứ yên tâm nha. À, rồi video này em sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào mọi người nha.